Hello, xin mến chào tất cả anh em. Đây là cái tay mic của bộ mic bóng đèn UL8 anh em nhé. Quá ngon cho anh em luôn. Sóng đầu 8 anh em nhé, sóng đầu 8. Ngày nay thì em có gửi cho một bác khách ở đây. UL8 giá 4 triệu 6 anh em nhé. 4 triệu 6 bao ship và những cái hàng này thì mặc định bên em bảo hành cho anh em 1 năm. Hết 1 năm có vấn đề trục trặc gì anh em thì liên hệ bên em hỗ trợ sửa chữa trọn đời cho anh em luôn. Mic này thì bóng đèn anh em nhé. Anh em nhìn sóng sánh đầu 8 đây. Đấy. Mic bóng đèn anh em nhé, ok cho anh em. Sóng đầu 8 này. Đó, anh em nhìn nó xịn sò chưa. Đấy, màn hình thì khi bật cái nguồn tai mic lên thì cái lưới autic này nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Còn khi mà anh em tắt hết tai mic đi thì nó sẽ chuyển sang đó là màu trắng anh em nhé. Chuyển màu cho anh em luôn. Trên cái màn hình này nó hiển thị như volume này. Con này thì khóa lốc cho anh em có luôn. Tần số sóng đầu 8, hàng ten, cột sóng cho anh em. Bốc hàng bốc hộp ra anh em nhá. Hàng muối này, hai cái tai mic này, ok cho anh em. Hai anten này. Đấy, chống năn thì con này có 4 cái luôn chứ không phải 2 anh em nhá. Hai cái chống năn đuôi và hai cái chống năn trên cho anh em này. Đấy, anh em nhìn chưa? 4 chống năn cho anh em luôn. Con này thì sử dụng dây nguồn anh em nhá, dây nguồn chứ không sử dụng adapter vì nguồn nó tích hợp trong đầu thu rồi anh em nhá. Nguồn tích hợp trong đầu thu. Giắc 6 ly anh em nhá, giắc 6 ly này. Pin để test máy này. Pin này thì anh em dùng một lần xong là anh em bỏ nhé. Đấy, cứ hàng mới nguyên hộp, nguyên thùng như này. Lưới cao tích. Nhìn cái lớp sơn anh em nhìn thích luôn anh em nhé. Sơn nhũ này. Đấy, quá đẹp luôn cho anh em đúng không ạ. Quá chất luôn. Tai mic này thì cầm rất là đầm chắc và nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Nhìn nó rất là đẳng cấp luôn anh em nhé. Cầm những bộ mic rất là đẳng cấp cho anh em đây. Và giá này cực kỳ hợp lý cho anh em. Đấy, chất âm thì anh em nghe đây. 1 1 1 1 2 5 6 7 8 9 7 7 8 9. Em vừa quay thu âm, em vừa test trực tiếp cái tiếng mic cho anh em nghe luôn anh em nhá. 1 1 1 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng mic nó rất là mạnh, đều dài anh em nhá. Tiếng mic nó rất là chắc tiếng luôn. Nó không có tình trạng gọi là vỡ hay là quá xé tiếng cho anh em đâu. Nó rất là đều dài cho anh em. 1 2 5 6 7 8 9. Quá ngon đúng không ạ? Đây là test được một chiếc rồi này. Nó có đều có cảm biến tự ngắt hết anh em nhé. Nó có cảm biến tự ngắt khi để tầm khoảng 3-5 giây thì nó sẽ tự ngắt. Và khi anh em cầm lên thì nó sẽ tắt cái chế độ tự ngắt đi. Sóng đầu 8 này anh em nhìn chưa. Đấy, sóng đầu 8 cho anh em nhé. 1 1 1 1 2 5 6. Test lốt cái tai mic còn lại. Như vậy thôi anh em nhé. Tiếng nó tròn chắc tiếng lắm. 1 2 5 6 7 8 9. Alo không thôi anh em đã nghe nó rất là đã. Sướng tai rồi anh em nhé. Rất là sướng luôn. Đây, cái bộ mic anh em nhìn nó thiết kế, nhìn nó đẹp không? Đấy, nhìn nó đẹp, trau chuốt, rất là móng bẩy anh em nhé. Logo lưới cao tích trên cổ trục luôn, anh em nhìn chưa? Quá đẹp, nét căng cho anh em bộ mic này. Sóng đầu 8 này, đây này em chưa thèm lắp anten luôn anh em nhé. Em kết nối từ vang xong xuống mic này thôi, test luôn thôi anh em nhé. Không qua một cái thiết bị nào, anten nào đâu anh em nhé, mà sử dụng không cần anten luôn. Đấy, công nghệ bóng đèn đầy đủ cho anh em. Còn bóng đèn sóng độ 8 quá chất cho anh em rồi. 1 2 5 6. Đấy, nhìn cái thiết kế tai mic này. Thiết kế tai mic đẹp, chất âm hay anh em nhé. Đấy, cầm lên thì nó sẽ sáng cái màn hình lên, nó sẽ tắt cái chế độ tự ngủ của nó để nó tiết kiệm pin cho anh em. Đấy, ok cho anh em. Anh em để xuống tầm khoảng 3-5 giây nó sẽ có chế độ tự ngắt đầy đủ cho anh em nhé. Chế độ tự ngắt này cho anh em. Đấy, đây này, nó sẽ hiện thị cái motor này, khóa tiếng anh em nhìn chưa. Khi cầm lên nó sẽ mất cái khóa tiếng đi anh em nhé. Đấy, nó sẽ mất cái khóa tiếng đi. Ok cho anh em. Và khi anh em để xuống nó sẽ có khóa tiếng. Đây này, bên này nó khóa này, anh em nhìn chưa. Đấy, rất là chất luôn cái bộ mic này. Đấy, quá ổn áp cho anh em. 4 triệu 6 trên bộ này anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì anh em thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Ngày nay test hàng để gửi cho bác khách này thôi. Đây là một trong những bộ mic bóng đèn, một trong bộ mic có chất âm rất tốt của thương hiệu lưới cao tích cho anh em chơi và giá hợp lý anh em nhé, mà chất âm thì đẳng cấp cho anh em, thiết kế thì chuyên nghiệp anh em nhé, đẹp. Đấy, ok cho anh em và hẹn anh em các video sau anh em nhé.